Chiều ngày 2 tháng 7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai tài xế xe khách có hành vi lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau gây bức xúc trên mạng xã hội, tổng số tiền là 15 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 3 tháng. Theo đó, qua xác minh, hai chiếc xe do tài xế Bùi Nhật Hưng, 34 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và tài xế Hồ Sáu, 43 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Nguyên nhân được xác định là do tranh giành khách nên hai xe đã lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau. Hai tài xế đều tự nhận đây là hành vi nguy hiểm cho hành khách và người tham gia giao thông, đồng thời cam kết không tái phạm. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai xe khách nói trên rượt đuổi nhau, không ngừng lạng lách, tạt đầu nhau trên một đoạn đường dài. Điều đáng nói, trên hai xe có rất nhiều hành khách, nhưng hai tài xế vẫn coi thường tính mạng người khác.